Giờ thì mình sẽ đi tiến đến, đến tìm hiểu về cộng đồng trong cộng đồng nó có những cái thứ sau Nhất là bạn bè, thứ hai là công hội, thứ ba là nhiệm vụ, thứ tư là xếp hạng rất cái nhiệm vụ ấy thì bạn không cần quan tâm lắm Để nhiệm vụ bạn cứ ấn vào những cái thanh bên là xong này Nó chỉ là đúng nhiệm vụ của bạn phải làm thôi, bạn cứ ấn vào thanh bên làm nối tiếp hoàn thành là xong Còn bạn tiếp theo, bây giờ quan tâm là đầu tiên là bạn bè này Bạn bè thì khi mà muốn, đây bạn bè nó sẽ hiển thị như sau Đó là những cái những cái nick nào ấy mà nó hiện cái màu xanh ấy màu xanh thì ví dụ bạn chỉ vào xem nick này nhé đây không bạn thấy là nhân vật nam không còn đây là những cái nick màu đỏ nó sẽ là nhân vật nữ này đấy thì nó chỉ ở game nó sẽ có ba nhân vật nam ba nhân vật nữ thì nó nói chung là cái xanh với đỏ nó chỉ là phân biệt giới tính thôi chứ không phải là bạn mạnh hơn thế yếu hơn đấy, đầu tiên là về màu sắc này. tiếp theo nó hiển thị sẽ là level này thứ ba là những cái nick nào nó sáng như thế này ấy nó những cái nick sáng như thế này tức là những nick là đang online những nick tối này là đang offline bạn có thể tích vào đây để hiển thị để bỏ những người đang offline thì hiện mỗi người đang online không đây là bạn bè của mình ở đây có nút đặt hàng nút, nút đặt hàng nó tối này tức là đã bán hết hàng còn nút đặt hàng còn này tức là vẫn còn hàng cho bạn bán này bạn bán ai thì đó là việc của bạn thường thì bạn nên cố gắng bán những nick kiểu cấp nấu ăn cao ví dụ như ở trong công server của mình hiện tại cái nick này nó nấu ăn cao mà nó còn đang bán này nếu mà bạn còn lượt bán bạn nên bán những nick thế này và mình đã hết lượt bán rồi Để giới thiệu bạn bè thì ra cũng chả quan trọng lắm vậy bây giờ bây giờ bạn muốn thêm một ai đó ấy, bạn có thể ấn vào thêm bạn bè bạn điền tên đấy nhưng mà làm vậy thì lâu lắm ví dụ như bây giờ ấy, bạn ấn vào công hội này bạn thấy ví dụ nick này chưa phải bạn bè của mình thì bạn chỉ cần kích vào đấy xong bạn ấn vào thêm bạn bè là xong còn bây giờ công hội mình mình kết bạn hết rồi nên mình trả thêm một mẫu cho bạn kiểu vậy Và khi Khi bạn muốn xóa bạn bè thì bạn chỉ cần chỉ vào đó bạn ấn chuột trái thôi nó hiện ra xem tài liệu tức là xem thông tin của họ nó chỉ là xem như ví dụ như xem tài liệu này Đúng không? Thế nó hiện ra các thông tin ví dụ đây là nhân vật chính này một số các thông tin cơ bản này chuyển sang xem các đồng đội họ mặc đồ gì các thứ đánh quanh này đấy nói chung là xem con số thông tin này nó xem báo vật của họ theo báo gì mạng hơi hầm hầm tí nó hiện nó không hết được chắc là chờ lúc nó mới hiện được nguyên tố linh tinh nói chung là xem một số cái thông tin cơ bản hoặc là ấn vào tiết thì có thể chat riêng chứ sao các bạn sang chat với đấy kiểu bạn chat như chat Facebook thôi thì nó sẽ chuyển ra cái nút chat nó sẽ hiển thị bên chat này ví dụ nhé quân cồi thì đối phương sẽ thấy cái tin nhắn là nó sẽ sáng cái bên ô chat cho bạn. Người ta sẽ chat chat nhau qua đấy. Xóa bạn bè, ví dụ bạn ghép như này quá bạn xóa. Còn cái danh sách đen là sao? Ví dụ như bạn không muốn người này nhìn thấy bạn nữa, bạn chuyển danh sách đen nó hiển thị sang bên này. Nên những cái người bạn gần như muốn tuyệt giao với họ. Nhưng mà thường bây giờ chắc anh em thương nhau không hết, chắc chẳng ai cho nhau danh sách đen đâu. Là ngày xưa thì cho nhiều lắm. Đấy thì về bạn bè chỉ có vậy thôi. Và thường ấy như công hội nào mình không biết nhưng công hội mình với tinh thần là có bạn có anh tâm là sẽ đi uh, hỗ trợ online vì thế nên là để thuận tiện cho việc quan sát như kiểu nick này ví dụ uh, muốn vào hộ kiểm tra nick đấy nhưng mà sẽ xem chủ nick người ta có on hay không đã thì tốt nhất là phân nick chủ động kết bạn toàn bộ công hội của nhau để sẽ biết nick nào chủ đang on rồi thì thôi né không vào thế nick nào mà on chưa có chủ on có thể mình vào và kiểm tra một tí kiểu vậy thì mình sẽ kết bạn toàn bộ công hội thường là sẽ thế cái là nút công hội này ở công hội thì phần thế giới thôi bạn không cần quan tâm là bây giờ thì ai gần như cũng về một mối rồi tiếp theo phần thông tin thì ở đây ví dụ này, thông tin với các thông tin cá nhân thì mình không quan tâm lắm thông báo thì áp dụng với nick hội trưởng của mình với hội phó thì dùng cái thông báo thôi cài đặt yến tiệc cái này áp dụng cho hội trưởng với hội phó ví dụ như công hội của mình thì hay yến tiệc lúc 20 giờ 30 mình cài thôi còn cái nick hội viên thì sẽ không 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 quan tâm cái đấy Đó, rồi. Xong rồi tiếp theo đến công nghệ này. bạn sẽ phát triển công nghệ phát triển nhưng mà cái này mình đã ấn rồi nên không ấn lần nữa tăng cho mắc thôi còn cái lựa chọn thứ này cũng do hội trưởng hội phó làm nhé thì tùy thôi kiểu bạn cần level thì bạn chọn cấp độ bạn cần kinh nghiệm thì bạn chọn kinh nghiệm bạn chọn chiến tích thì chiến tích hoặc muốn yến tiệc nó tăng thì cả chọn yến tiệc thôi hoặc là muốn nhận được nhiều chiến tích thì chọn chiến tích kiểu kiểu vậy hay muốn nhiều berry thì chọn tài nguyên cái tài nguyên này cái này thì ngày xưa đánh nhau rôm rả này nhưng bây giờ cũng quy về một công hội thì cũng không cần quan tâm vào nữa Thế cái này nghĩa là sao? Ví dụ như kiểu bây giờ giả dạ sử bạn đang ở ví dụ đây có một đứa là người công hội này, mình muốn tấn công nó, mình đăng ký thì đến cái ngày của cái tài nguyên chiến này nó sẽ hiện hiển thị ra cái ngày đánh. Đến cái ngày đấy thì hai bên công hội giao đánh với nhau, công hội nào đánh còn còn người thì công hội ấy thắng. Thế thì chiếm được tài nguyên. Còn trong trường hợp không ai tấn công mà đánh một cái tài nguyên thì bạn đánh với máy thì máy cho bạn một số lượng 15 hay là 30 đứa gì đấy. Bạn đánh hết ở chỗ đấy thì bạn sẽ chiếm được cái mỏ đấy. Nhưng mà nói chung thì với server mình thì không cần quan tâm cái đấy, thì đã về một mối rồi và mình đã ăn được cái mỏ cao nhất rồi đây bạn thấy là mỏ cao nhất đã ăn rồi công hội đã ăn rồi đăng ký cái này nó sẽ hiển thị những ai muốn xin vào công hội cái này chỉ hội trưởng hội phó quan tâm thôi tức là để xét duyệt người vào công hội của mình thôi còn với những bạn là hội viên thì không quan tâm cái này viện nghiên cứu của cái công hội này tức là để tăng cái chỉ số thôi ở đây ta có cái mua chiến tích ấy. thì bằng vàng có vẻ hơi xa xỉ nhưng mà bạn nên mua berry nhé berry thì bạn nên mua cái chiến tích thì có thể tìm qua các hoạt động các thứ cũng có hay là kiểu đánh bảo vệ công hội cũng được bên quay thì bạn sẽ có chiến tích đấy sau khi có bạn sẽ chọn nâng những cái bạn muốn nâng ví dụ như mình giờ này đang dồn đang tiền chiêu thì mình cứ dồn mình nâng cái, nâng cái này thôi thì này là tùy vào cái bạn đang muốn nâng cái gì lên thì bạn nâng thì mà nói chung lời khuyên thì nên nâng đam với nâng máu không nên nâng thủ tại vì ra bây giờ cái thủ nó quá yếu rồi cái đấy rồi bạn nâng lên đống thủ nó cũng không ấy nó khác ngày xưa ngày xưa đôi khi bạn yếu hơn người ta nhưng bạn thủ cao có thể cầm hòa đối thủ mà đối thủ đánh trước mà bị hòa thì bạn thì, thì bạn được tính là thắng kiểu kiểu vậy và bây giờ thì khó rồi bây giờ ta toàn dồn đam rồi. bắt buộc phải dồn thôi sang thương thành thương thành thì bạn berry thì bạn nên dùng mắc nhé bạn nên ấy mắc berry này vật phẩm ví dụ như kiểu bạn đánh kiểu có những khúc gỗ này bạn có như bạn nên ấy vào hiện tại đây mình đã hết rồi ở trên cái khu vực shop công hội này bạn làm mới ví dụ như bây giờ bạn chưa đủ tinh bàn ấy thì bạn nên mua những cái này cho đủ đủ cái lượng để ghép tinh bàn đi còn như kiểu mình đã đủ rồi thì mình không cần mua nó nữa Cái này mình cũng làm mới hết rồi Mình kiếm một nick khác bạn cứ làm mới này, làm mới này Những cái này gần như đắt quá bạn không cần mua đâu Bạn sẽ mua cái gì Mình sẽ chỉ xem có thể nào. Ô đồ má nó không ra, nick khác cái con sirra là bà đã xác định chơi sirra ấy mua cái mảnh sirra nãy vừa lướt qua nhé còn những nick này, này, này những cái này của con cái này ghép thì con sirra Hoshi ấy nhưng mà khổ đấy là cảm giác chơi được thì khác ghép mà không chơi được thì thôi đừng có đổi nó phí ra, Ô đùa nói chung là mình sẽ làm mới khi nào ra dấu đỏ mình đổi mua dấu đỏ nhá tìm mấy mấy nick trả ra thử thêm một nick nữa thì có ra này bạn sẽ đổi mua cái dấu đỏ này, này, cái dấu đỏ này hiện tại bây giờ nó đang update thì nâng trận hình được tăng rất nhiều kiểu bạn level vừa vừa của trận hình thì bạn thấy nó được ít nhưng mà khi bạn lên level cao ấy, một lần bạn hoàn thành cái dấu đỏ lên rất nhiều luôn vì thế bạn chủ yếu đổi cho mình cái này này rồi thì đấy cái mục tiêu chính là nếu bạn chưa có đủ tinh bàn bạn đổi cái con này nếu bạn thích chơi ra thì bạn đổi cái cái mảnh chỉ Hải Vương chỉ dẫn để lấy con Sira và nếu mà bạn khó hai thì đấy rồi hoặc bạn không muốn có Sira và bạn có đủ tinh vàng rồi thì bạn cứ nhòm dấu đỏ bạn mua cho mình cứ hôm nay mua được một hai cái đấy hoặc có thể ngày nào đen thì không có cái nào nhưng mà mình đỏ được một hai cái tích lại bạn sẽ đủ để nâng được rất nhiều trận hình đấy tiếp theo đến thương thành nếu mà bạn có nhiều điểm ấy, thì bạn sẽ mua bánh mì à, mua hai kỳ bá vương còn nếu mà bạn thiếu cả sura nữa thì một số nick như kiểu không được chơi chứ thiếu sura thì bạn mua thêm cả sura thì đấy là ba cái thứ đáng mua nhất ở trong cái này tại vì hai bá vương ấy, vì cái nhân vật chính ấy, nó cũng dùng Haki bá vương và nó tốn rất nhiều theo cái, cái 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 dài của cái con nhân vật chính nên là mình phải mục tích rất nhiều hoặc biệt là những cái nick mà không được nạp thẻ thứ ấy. thì khi ra một tướng mới bạn sẽ ngốn rất nhiều haki bây giờ có mỗi ngày bạn mua mắt sẽ được 52 mươi không? thì 100 ngày bạn thử 500 haki rồi cứ kiên trì lên thì lúc ra tướng mới bạn sẽ có đủ luôn haki để bạn lên tướng và bánh mì luôn luôn cần rồi nhưng mà vẫn thì ưu tiên haki hơn trước thế tùy khả năng của các bạn để bạn mua và nói chung là shop càng cao level thì nó càng được nhiều quá thứ ngon thôi còn bây giờ cơ server mình hiện tại chỉ đến đây thôi còn cái san hô thế này nó bán đắt thế này thì thôi không không nên mua những cái khác cũng rất là đắt nên chủ yếu là mình mua haki với bánh mì thôi còn tùy cái lúc điểm mình có nữa mình liệu cơm mà gấp mắm thôi nhiệm vụ thì mình nói là không quan trọng lắm rồi Để xếp hạng xếp hạng cái này là cái thống kê thôi thống kê đấy thể xếp hạng theo đẳng cấp theo tỷ thí theo danh vọng theo treo thưởng theo phụ bản, cái này gọi cho mấy cái xếp hạng bạn xem thành tích của nhau ấy mà ví dụ như ai đang ở level cao nhất hay ai đứng hạng một đấu trường ai nhiều danh vọng nhất hay ai có truy nã cao nhất ai ở map đi cao nhất thôi đấy chỉ mang tính chất như vậy thôi nó chỉ mang tính giới thiệu là chính nó chả có ý nghĩa gì lắm đâu thì chủ yếu là bạn vào bạn bè theo dõi muốn chat thì vào công hội cái công hội là cái, là cái quan trọng nhất để bạn nâng một là bạn nâng được cái viện nghiên cứu này thứ hai là bạn cống hiến ý cho công hội này thứ ba là bạn mua các thứ bạn cần Đấy, thì, thì về cái tính năng là nó như thế